Hiện tại giờ cô bé bên đây là đã gãy hết một chân rồi các bạn ơi. Mình thấy là cái bánh lăn của cô bé không còn nguyên vẹn nữa. Quá trời sình bùng luôn rồi, mình thấy nhiều lắm mấy bạn ơi. Những chai nhựa bảo vệ thực vật nè, ba cái chai nước ngọt nè bảo vệ thực vật. Nhờ mong rằng các bác nông dân đừng có văng vừa bãi nữa, gây ô nhiễm môi trường quá các bác nông dân ơi. Múc lên khổ cho bác tài xế xe cuốc này quá đi, ai làm mà tôi phải chịu nè. Minh Đăng Tôi xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ xem chân các bác cô bé nè các bạn làm việc như thế nào cho các bạn xem nha các bạn. Hiện tại giờ cô bé bên đây là đã gãy hết một chân rồi các bạn ơi. Mình thấy là cái bánh lăn của cô bé không còn nguyên vẹn nữa, đã sụp hết một khúc rồi nè. Nhưng mà vẫn làm việc chăm chỉ các bạn. Các bạn thấy không? Mình quay xa xa cho bạn thấy rõ hơn cái bánh xích nha các bạn. Bánh xích bị sứt rồi, không thể đi được. Đó, các bạn thấy không? Bánh xích đó. Vậy mà sao mà lăn tới lăn lui được ta, hay ta? Phải công nhận là bái phục của sự lái xe cẩu này mới được. Rồi mình tiến xa lại gần thêm để mình coi cách làm việc như thế nào các bạn. Sao mà di chuyển được hay thiệt. Thấy thương bác xe cẩu này quá các bạn ơi. Xe cẩu bị hư rồi nhưng mà bác xe cẩu vẫn làm việc bình thường các bạn. Giờ xích thì đứt rời ra rồi. Đúng là xe to là việc có khác các bạn, một gào nào gào nấy chà bá lửa luôn mấy bạn ơi, to đùng chà. Đất không đất rồi thêm cỏ nữa, rác nó đem lên hết mấy bạn cho sạch sẽ. Đất nhiều lắm cơ. Những chai nhựa bảo vệ thực vật nè, ba cái chai nước ngọt nè bảo vệ thực vật. Nhờ mong rằng các bác nông dân đừng có văng vừa bãi nữa, gây ô nhiễm môi trường quá các bác nông dân ơi. Hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường các bác nông dân. Thấy các bác làm bỏ nhiều quá sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường rất là nhiều. Thôi quá trời bảo vệ thực vật luôn các bạn ơi. Để gặp bác nông dân phải mắt nông dân phải bỏ vào thùng chứa bảo vệ thực vật cho gọn gàng để góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp nha các bạn. Để hồi mình gặp bác nông dân mình nói coi. Múc lên khổ cho bác tài xế xe cuốc này quá đi, ai làm mà tôi phải chịu nè. Giờ tôi phải múc lên hết nè, có thấu không? Tôi gặp cái là tối lại ha, tôi cho kiến vàng cắn cho sưng cái tay sưng cái chân cho hết, bỏ bậy bạ xuống kịch. Giận quá mà các bạn thấy đúng không, mình la thấy đúng không các bạn? Bắt đầu nạo vét chiếc mương lên. Quá trời sình bùng luôn rồi, mình thấy nhiều lắm mấy bạn ơi. Mong rằng ai cũng có thức ý thức như bác tài xế này thì vui quá. Các bạn thấy không, chai lọ nhựa từ lơ hộp dưa ở dưới kênh gạch nè các bạn. Giờ phải nạo vét lên hết.
sâu lắm rồi, sâu lắm rồi nha.